Đấy, phương trình tổng quát của đường thẳng qua hai điểm AB. Đầu tiên làm nào? Phần lĩnh AB à? Đúng rồi, vector AB. Đầu tiên ta tính vector AB chuẩn rồi. AB vector bằng -26 -26. Vậy thì đây là vector AB là vector chỉ phương đúng không? Bây giờ ta suy ra vector phát tuyến thôi, n là 3 1. À là 3 1. Đúng rồi. Vậy phương trình đó là gì? Đi qua A đi. 3 nhân với x trừ 3 cộng với 1 nhân với y cộng 1 bằng 0. Cái này ta có là gì? 3x cộng với y trừ 9 cộng 1 là trừ 8. Đó là số 0. B. Chưa? Tiếp tục. Cái này quá dễ rồi. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm O và M. O đây thì đương nhiên ta viết gì? O M vector. Thấy rồi. Gì? Để sao số kia lại là 3 x trừ 3 hả thầy? X trừ 3 thế nào? X cộng 2 chứ nhỉ? Cái gì? Nhầm à? Nhầm A mà. A là 3 trừ 1 nhỉ? Cái gì? A rồi được. Nó nhầm thế. Nhầm thế. Mày với ba với bẩn. Từ đi A B. Được chưa? Ô M thì đương nhiên là tạo được điểm M rồi. 1 trừ 3. Ô M vector chỉ phương thì phát tuyến phát tuyến là gì đây? N bằng gì? 3 1. Đi qua điểm O thì đây 3 1. Đâu là 3 1 đâu? 3 1 đây rồi. Đây 3 1 đây. Đáp án D này. Đấy. Đúng không? 3 nhân x trừ 0 cộng với 1 nhân với y trừ 0 bằng 0. Đấy, chính là nó đấy. Đó, thế thôi. Được chưa? Tiếp. Rồi. Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua ô và song song với đường thẳng có phương trình. Quá dễ rồi. Hai đường thẳng song song với nhau thì có vector pháp tuyến là như nhau, vậy thằng nào có cái tỷ lệ với 6 - 4. 6 - 4. Ở đây ta sẽ có một thằng là 6 này, thằng này -4 này. Nhưng thằng này cũng đi qua 0, bởi vì nếu thay 0 0 ở đây thằng này cũng bằng 0, thằng này loại này. Đúng không? Thì đây chỉ có thằng đáp án là gì thôi? B thôi, vì nó tỷ lệ ở đây 3 - 2 đây, đúng không? Thằng này nhóm 2 ra ngoài thì đây rồi. Đáp án là B rồi, rất là dễ. Học được kiến thức cơ bản xong thì những bài này thì gọi là quá là đơn giản. Đúng không? Tiếp tục. Vuông góc với đường thẳng. Vuông góc với đường thẳng thì sao? Hả? Vuông góc đường thẳng thì cái pháp tuyến của thằng này là chỉ phương, và chỉ phương là pháp tuyến đúng không? Thế bây giờ chỉ phương của cái thằng, chỉ phương của cái đường thẳng này này, đường delta này đi, thì nó trở thành pháp tuyến của cái đường thẳng mà cần phải viết, vì vuông góc mà, đúng không? Vậy đây pháp tuyến là 2 - 1 thì chỉ phương của nó là gì? U delta này bằng bao nhiêu? 1 2. À 1 2, đúng rồi. 1 2 thì 1 2 nó trở thành pháp tuyến của cái đáp án này. 1 2 thì đây, 1 2 thì có đáp án A là 1 này, đáp án C là 2 này, còn đương nhiên là B và D loại bỏ rồi, đúng không? Mà bây giờ chỉ cầm tay thôi, y vào, hoặc chúng ta viết luôn trực tiếp đây. 1 nhân với gì? X cộng 1 cộng với 2 nhân với y trừ 2 bằng 0, nhân tung ra x cộng với 2y C thế ạ? Trừ 3 đúng rồi, bằng 0, đáp án C rồi. Đấy chưa?
Rồi. Đó, hoặc ta có thể thay trực tiếp vào một trong hai cái phương trình này, thằng nào thỏa mãn thì ok. Đó, rất là dễ thôi. Đây. Đây làm gì có pin này mà sạc. Làm gì có ra kia, ra kia cắm sạc của bố ấy. Bảo bảo mẹ cắm sạc. Bảo đây. Ừ đúng rồi. Cắm cho đúng chiều này được. Đây. Viết phương trình tổng quát của đường trung tuyến AM. AM thì đâu phải AM thì chúng ta phải tìm trung tuyến là đi qua cái gì? Đi qua BC. Trời ơi, trung tuyến AM thì nó phải đi qua cái gì? Hiểu trung tuyến không? Đi qua giữa của BC. Giữa là cái gì? Vuông góc. Giữa nó gọi là cái gì? Ôi trời ơi, toàn trung tuyến. Trung tuyến giữa nó là cái gì? Giữa của BC nó là gì? Điểm chính giữa nó là cái gì? Nó là trung điểm. Trời ơi. M nó là trung điểm. Thế M nó là trung điểm của BC thì M có tọa độ bao nhiêu? Hai này cộng vào chia đôi đúng không? BC 4 là mấy? 41 ạ. Cái gì? 11 đó. M có bằng mấy? M có tọa độ bao nhiêu? 22 thầy ạ. Sao lại 22? Thằng này chán thế nhỉ? 20 thôi. 20. Đúng không? Thế bây giờ tiếp tục viết cái gì? Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm thì viết cái gì nữa? AM vector là bao nhiêu? Là mấy? 1 trừ 1. Và mình viết phương trình tổng quát thì phải tìm N, N là bao nhiêu? 1 1. Ôi giời ơi. Đi qua điểm nào? Điểm M hoặc điểm A tùy. Cho điểm M nhé, 1 nhân x trừ 2 cộng với 1 nhân y trừ 0 bằng 0, nhân tung ra x cộng y trừ 2 bằng 0. Đáp án là gì? C. Rồi tiếp tục này, câu 15. À, viết phương trình đường cao AH quá là đơn giản đúng không? Tên đường cao AH thì đương nhiên là đi qua A và vuông góc với B gì? BC rồi. Vậy thì BC là vector pháp tuyến. Người ta có BC bằng BC vector pháp tuyến chính là thằng này chính là trừ 7. Trừ 7. Và trừ 3. Hay người ta có thể là bỏ dấu trừ đi thì N chính là bằng 73. Đấy. 73 nhìn bên ngay chúng ta có mỗi đáp án gì? C và D thôi. Còn A này 37 bỏ, trừ 3 7 bỏ. Này bỏ luôn, chỉ có C thôi. Chúng ta sẽ thay điểm A vào xem thằng nào thỏa mãn. Đó. Hay ta viết luôn là 7 nhân với x trừ 2 cộng với 3 nhân với y cộng 1
bằng 0 nhân tung ra 7x cộng 3y. Thằng này là trừ 14 cộng với 3 là trừ 11, vậy chắc chắn là đáp án D rồi, bằng 0 đây. Đó, xong. Tiếp tục. Cái này thì dễ quá rồi. Phương trình đường thẳng này đi qua điểm nào ta thay vào thôi, thằng nào thỏa mãn. Thay là 1 đây, ví dụ đây trừ 1 đây. Trừ 1 thì trừ 51, trừ 51 mà cộng với thằng này là trừ đi... Ôi chắc là to lắm, 5 trừ 51 đã thấy vượt qua 11 thì không bao giờ về 0 rồi. Thằng này trừ cũng vẫn chắc cũng thế thôi, càng càng dương. Đây là khả năng 1, 3 phần 4. B. Đáp án là gì? B. B à? Đúng không? D, 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 N. À, D rồi, ok, đáp án là D, thay vào thôi. Không đi qua điểm nào, thay vào thằng nào không thỏa mãn. Thằng này trừ, thằng này thỏa mãn rồi. Thằng này trừ 12 cộng 7 cộng 5 đúng không, bằng 0 rồi. Thằng này thay vào đây 12 rồi, chắc là B không đi qua rồi, bởi vì thay 11 đây rồi. Thằng này là không đi qua, còn thằng này đi qua rồi. Ơ 17 phần 7 này khả năng thằng này, thằng này đi qua không nhỉ. 1 đến là 12 trừ 7 cộng 5. Thằng ý D như khả năng không đi qua điểm D chứ, đúng không? À đúng, có đi qua rồi. 1 17 phần 7 thì còn trừ 17 rồi, đúng rồi. Đấy, thay vào thôi. Tìm ra điểm của đường thẳng này với trục hoành. Trục hoành thì cái gì bằng không? Y bằng không. À đúng rồi, trục hoành là Y bằng không. Thay không vào đây thì chỗ này là không. Vậy là x bằng bao nhiêu? X bằng 2 đúng không? Chỗ này x sẽ bằng 2. X bằng 2, Y bằng 0. À, 2, 0. Đáp án C. Đây trục tung. Trục tung thì là gì? X bằng 0. X bằng 0. X bằng 0 thay đây bằng 0 đây. Thì thay vào đây. Y bằng gì? Thay vào đây là Y bằng trừ 5. Trừ 5 chứ Y bằng trừ 5. Vậy là 0 trừ 5. Ok, đúng về. Đường phân giác. À đường thẳng, phần đường thẳng delta x trên 3 cộng y trên bằng nằm trong góc OY có độ dài bằng bao nhiêu? Tức là gì? Tính độ dài của nó, đoạn. Đây chính là cái phương trình dạng đoạn chắn này. Đấy, dạng đoạn chắn. Thế thì chúng ta có thể không, người ta cho gì? À nằm trong góc OY, tức là chúng ta tưởng tượng đây, ví dụ đây chẳng hạn. Đây phương trình đoạn chắn mà. Đây ví dụ đây là A, phần đường thẳng đây giả sử đây là A, đây là B. Thì nó cái phần này độ dài bao nhiêu, đoạn là A, B bao nhiêu. Với tìm ra độ A và B nếu không nhớ gì ấy, phương trình đoạn chắn. À ví dụ B, điểm B thì cho điểm nào, cho cái gì bằng 0, Y bằng 0. Y bằng 0 thì ta có X bằng mấy? Y bằng 0 đây. Thì X bằng 3, vậy nó sẽ là 3, 0. Đây điểm B, đúng không? Thế còn điểm A là cho Y bằng 0, à xin lỗi, x bằng 0 thì y bằng 4. Vậy điểm A có tọa độ là 0, 4. Vậy thì độ dài đoạn AB chính là căn bằng 2 của gì? À 0 trừ 3 tất cả bình, tức là 3 bình. 4 trừ 0 bình chính là 4 bình. Và thằng này bằng 5. Vậy đáp án là D. 3 bình cũng 4 bình, khai căn bằng 5, 3, 4 nào. Đó, được chưa? Tiếp tục. Đường thẳng này tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng bao nhiêu? Chúng ta vẫn tìm giống như vừa rồi thôi. Đây. Đó. Ta tìm gì? Tìm A. A là ra OX. Ra áo OX đi. OX thì cho cái gì bằng 0? Y bằng 0. Cho y bằng 0 đúng không? A thuộc OX. A bằng delta thì bằng delta giao OX. Thì suy ra A có tọa độ bao nhiêu? À, đương nhiên là Y bằng 0 rồi. Y bằng 0 thì X 3, bằng 3, 0. Bằng 3. 3 còn điểm B bằng delta giao OY. OY đương nhiên X bằng 0 rồi. B có tọa độ 0, Y bằng 0, 5. Vậy thì bây giờ đương nhiên là
Đầu dài đây. Và điểm A đây, đây là 3 đây, đây điểm A. Và đây điểm B đi. Thì đoạn này là 5 thì độ dài đây là bằng 5, độ dài đường 3 OAB đây. Thì diện tích tam giác OAB chính là bằng 1 phần 2 là OA nhân OB thì bằng 1 phần 2, 3 nhân 5 10, 10 năm hay bằng 10 năm phần 2, 10 năm phần 2, 10 năm phần 2 là 7,5. Rồi, đấy. Được chưa? Tiếp tục câu 22. Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm A. Ôi chỉ phương thì dễ quá rồi, bây giờ sang đến chỉ phương. Đúng không? Thì ta viết luôn chính là vectơ AB đây, nó chính là AB. Vectơ AB thì 42 thì là 21, đúng không? 21 là đáp án A. Nhóm 2 ra ngoài thì nó còn 21, được chưa? Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt, cái này dễ quá rồi, AB. Cũng thế thôi. Trừ AB. Trừ AB, trừ AB hoặc là B trừ A. À quên, trừ A hoặc là A trừ B, A trừ B, đây đáp án B. Đúng chưa? Trừ AB hoặc là A trừ B như nhau, nhóm được trừ ra ngoài mà. Vectơ chỉ phương của đường thẳng song song trục UX. Chỉ phương nhé, chỉ phương của đường thẳng song song trục UX. Đây. Song song trục UX thì cái vectơ chỉ phương đây chính là cái vectơ chỉ phương đơn vị như này, chính là Y. Chính là bằng 1 0. Đúng không? Y là 1 0. À, chỉ phương của nó 1 0 đâu, 1 0 đâu ăn C. À, thằng này thì ngược lại thôi, chỉ phương đường thẳng song song trục UX là gì? 0 1. À 0 1 đó bạn à. 0 1. Tìm tọa độ chỉ phương của đường phân giác XOY. XOY thì vừa rồi là y bằng khơ x đúng không? Y bằng x thì chúng ta sẽ có là gì? X thì là 1 trừ 1 à 1 trừ 1 thì ạ, C thì ạ. Dạ. X trừ y bằng 0, chỉ phương của nó là 1 1. 1 1 đáp án B. Cái gì? Sao nãy ở phần đấy, trên là nãy ở phần trên em bảo 1 1 thì thầy bảo em giả, chứ xong thầy bảo bây giờ lại thì trước là vectơ u này nó là đây là chỉ phương cơ mà chỉ phương à em cần hả à, rồi ạ có hiểu không rồi ạ học nhiều nó bị tẩu hỏa nhập ma hả u với n nó loạn cả lên à đi qua gốc tọa độ và điểm em này đưa tí thầy ạ. Gốc tọa độ và điểm này chỉ phương với chính là tọa độ OM. OM chính là A gì? AB chính là đáp án C. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm AB. Tham số chỉ quá dễ rồi, nó đi qua điểm A hoặc điểm B đây, trong trường hợp này nó không biết nó cho đi qua điểm nào. Cái này dễ quá. Đây. Đầu tiên vectơ AB. AB bao nhiêu? Trừ 2, 6. Trừ 2, hoặc 6. Thì U có thể là bằng gì? U có thể bằng trừ 1, 3, đúng không? Trừ 1, 3, trừ 1, 3. Thì thằng này 1 với 3 này, thằng này bỏ này, thằng này cũng bỏ luôn này. Thằng này... Thằng đấy... Thằng này cũng bỏ luôn. Bỏ D thế thôi. Đúng không? D D. Chỉ có vâng. Là 1 trừ 3, 1 trừ 3 cũng được, đúng không? Đi qua, đây rồi, đáp án đi rồi. Ui, đáp án này, chán nhè. Các phương án này quá là dễ. Câu 29. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng. Song song với đường thẳng này, chúng ta thấy rằng hai đường thẳng song song nhau thì vectơ phát tuyến là vectơ phát tuyến, vectơ chỉ phương là vectơ chỉ phương. Vậy thì chúng ta thấy u delta bao nhiêu? U delta bao nhiêu? Hả? U là 3 trừ 4 á? Đâu? Hả? U là 4, 3.
bốn ba thế ơi, bốn con ba là thằng đúng Minh nói rồi, kiểu gì nhỉ? kệ nó thích nói kiểu gì kệ nó, quan tâm đấy đúng không? Thế thì u đây 43, 43 vector phương trình tham số đi qua điểm nào? Qua 0 0 rồi, chả có 0 0 thì đương nhiên 43 đáp án là gì? C rồi. Còn thằng này cũng là 43 đấy nhưng đi qua là 1 0, thằng này loại. Thằng này này càng 0, thằng này cũng thế. Phương trình tham số của đường thẳng D đi qua điểm A trừ 1 2 và song song với đường thẳng. Thế Từ thôi. một hai song song với đường thẳng Song song phương thì trình vectơ pháp tuyến là pháp tuyến chỉ phương là chỉ phương, người ta phải tìm u delta bao nhiêu? 13 lần 13 năm đúng rồi. Và đi qua điểm trừ 1 2 13 năm, 13 năm, 15 năm. 13 năm trừ 1 2. 13 năm chỉ có thằng này là một này, thằng này không phải này, thằng này sai rồi này. Thằng này cũng sai rồi này. Đây là nó đi qua là một gì, một trừ hai. À chúng ta phải xem lại xem, thay thằng trừ một hai vào đây xem nó có thỏa mãn không. Nếu không thỏa mãn thì đương nhiên là cũng không có. Nếu thay không trừ một có vào thể đây, à. thay trừ một đây thì t bằng t chuyển sang là trừ 2/13, nhưng thay hai vào đây thì t đã bằng 4/5, đương nhiên là không có rồi, thằng này loại thôi, không đi qua Không rồi, có vậy loại đáp luôn, án không d có thể ạ. đúng không, không có d đấy. Được chưa? Đường thẳng delta điểm nào sau đây không nằm trên delta? Ôi chà, không nằm mình thử hết à? Ồ, hay nhỉ. À, nếu ta cho t bằng 1. Đây t bằng 1 nhá. T bằng 1 ý, thì ta có là x bằng căn 3 cộng 1 trừ 1 x bằng 1, y cũng bằng 1, vậy điểm này thỏa mãn đúng không? Điểm này là nằm trên này, là được này. Nên nó nói không nằm mà. Tiếp tục. Thằng này sao đây? Thằng này có thuộc không? Thằng này thay x bằng 1 trừ căn 3 vào đây. 1 1 hết. Thành chuyển sang là trừ 2 này sẽ là t bằng t sẽ bằng bằng 2. T bằng 2 thay vào đây. T bằng 2 thay đây 2. Thằng này thỏa mãn tiếp. Ôi giời, tính này thử lâu lắm. Tiếp tục lại thay vào đây, chắc thằng này khả năng không thỏa mãn rồi, xem nào. Thay thằng căn 2 vào đây. Căn 2 vào đây. Ôi giời. Thôi cứ thay thằng cuối trước, thằng cuối khả năng dễ hơn. Căn 3 1 1. Vậy thì 1 căn 3 1 căn 2, thằng này 1 trừ căn 2, thằng này cũng thỏa mãn. Vậy thì đáp án là C rồi, chắc chắn rồi, không thỏa mãn. Ok. Đấy. Chúng ta phải thay lần lượt vào nó cùng T. Đấy, có hai giá trị t, t trên và t dưới nó như nhau là ok. Được chưa? Rồi. Tiếp tục. Cho đường thẳng delta viết phương trình tổng quát của delta, quá dễ rồi, phương trình tổng quát trong trường hợp này quá dễ, có hai cách. Tìm vectơ gì? Nhất là tìm vectơ n, đây u bằng bao nhiêu? U delta thì bằng bao nhiêu? Trừ 5, 4. Thì n sẽ bằng bao nhiêu? 45 đúng không? 45 mà đi qua luôn cái điểm này thì ta sẽ có qua điểm 3 1 đây, đây là điểm nó đi qua đây 3 1 đây. Thì 4 nhân với x trừ 3 cộng với 5 nhân với y trừ 1 bằng 0. Vậy 4x cộng 5y trừ 12 trừ đi 5 thành trừ 17. Đáp án là gì? À, được chưa? Đấy. Tiếp tục câu số 33. Câu số 13, 13 này. Phương trình tham số của đường thẳng delta này. Ôi giời, xem bây giờ xem là thằng nào. Thứ nhất là chúng ta tìm vectơ chỉ phương, sau đó lấy một cái điểm ở đây thay vào đây là xong. Chúng ta thay ngược thôi, chứ nếu làm kiểu này thì nó cũng lâu phết đấy, không phải dễ đâu. Làm kiểu này chúng ta thứ nhất ta tìm cái u của nó, n của delta chính là bằng bao nhiêu? Bằng 2 trừ 6 thì suy ra n u delta chúng ta rút gọn đi đã thì là 31 đúng không? 31. 31 thì đáp án B là bỏ này.
Đáp án A bỏ này, chỉ còn đáp án gì? C với gì? CD. C với D. Thế bây giờ mình lấy cái một cái điểm của thằng này, ta thay vào đây, đúng không? 0,5 đây, ví dụ đây nhá, đây này, 0,5. Thì tức là thằng này sẽ thay vào nó sẽ là 1 đúng không? Thay 5 này là 1 này, 1 này, 4,6,2,4 này, trừ 24 này, cộng 23 này, cộng 23 này, à bằng 0 rồi đúng không? Thì đáp án là D rồi. Đấy, còn nếu thay thằng này vào đây, chắc chắn là không thỏa mãn rồi. Đó, đáp án là D. Đấy, làm thế nó nhanh. Loại bỏ, đáp án trắc nghiệm loại bỏ thế, được chưa? Đấy. Thế còn nếu làm ra thì chúng ta sẽ có sẵn sàng có thể ra một điểm khác. Tiếp tục cho đường thẳng D có phương trình 2x trừ y cộng 5 bằng 0, tìm một vectơ pháp tuyến của D, dễ quá rồi. Một vectơ pháp tuyến của D, cái này dễ rồi. 2 trừ 1, 2 trừ 1 đáp án là B. Quá là dễ. Tiếp tục cho phương trình tham số đường thẳng D. Được chưa? Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tổng quát của D? Ồ, lại là phương trình tổng quát, dễ thôi. Đúng không? Có làm được không? Nói nhanh quá, theo bọn kia nó ngất rồi. Thấy nó im lắm, ngất rồi, chắc ngủ quên rồi. Đâu thầy. Mấy thằng nó ngủ quên rồi. Ở đây thì ta có UD bao nhiêu? Về phương trình tham số thì có UD luôn. UD bằng 1 trừ 2 đúng không? Suy ra N bằng bao nhiêu? 21 đúng rồi, 21. 21 được đi qua 59 thì ta sẽ có là 2 nhân với x trừ 5 cộng với 1 nhân với y cộng 9 bằng 0. Vậy 2x cộng y đúng rồi, cộng 9, thế là 9 đây. 9 trừ đi 10 trừ 1 bằng 0. 2x cộng y trừ 1 bằng 0, đáp án là gì? À, được chưa? Quá dễ rồi. Tiếp tục. Tiếp tục, đường thẳng D có một vectơ chỉ phương, dễ quá rồi, chỉ phương chính là gì? Trừ 3, 4, trừ 3, 4. Vậy thì đáp án là C. Phương trình nào là phương trình tham số của đường thẳng này? Phương trình tham số đường thẳng này ta sẽ có hai cách. Là gì đây? À, n A phải không thấy rồi. bằng 1 trừ 1 thì sẽ ra 1 u. trừ 1. U bằng bao nhiêu? 1 1. 1 1 1 thì chúng ta thấy 1 1 là thằng nào? Chỉ có A. Thằng này C. bỏ này. D D D Thằng này D ạ. bỏ. D 1 1 làm sao được? D này 1 trừ 1 mà. C. À rồi. Chỉ có C hoặc là gì? C. A. À. Thế bây giờ lấy một điểm. Lấy một điểm thuộc này. Lấy điểm thuộc cái này thì chúng ta sẽ lấy ví dụ lấy điểm C đi chẳng ấy C chẳng hạn. 31 thay đây là 3 trừ 1 cộng với 2, không khác không đúng không? Đương nhiên đáp án là gì rồi? A rồi. Đúng không? 2 ở sai rồi. À đúng rồi, đúng rồi, đúng đúng. Đúng. 0 2 nhưng mà đây x bằng 0, y bằng 2 chuẩn rồi, đáp án A. Đấy. Được chưa? Ta loại bỏ đáp án nhanh vào. Ôi, vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm này thì dễ quá rồi, còn gì nữa? AB vectơ là bao nhiêu? 4. 4 đúng không? AB là chỉ phương là 4 4 thì n là bao nhiêu? 1 trừ 1. Đúng không? 1 trừ 1 hay là trừ 1 1 thế thôi. Đáp án là gì rồi? D. Đó. Trong điểm nào sau đây điểm điều nào thuộc đường thẳng? Ôi giời, thuộc thì người ta cứ 1 1 thì đương nhiên sai rồi, 0 1 cũng sai rồi, trừ 1 trừ 1 chắc cũng không đúng rồi. Thế là bao nhiêu? Không, 1 cũng phải, 1 1 cũng càng không, trừ 1 cũng không, trừ 1 phần 2 không.
Có điểm nào thua không? Trừ 1 phần 2 thay vào đây thì có phải là trừ 2, trừ 2 làm sao mà không được. Không đáp án, đúng không? Phải không nhỉ? Trừ 1 đây là trừ 4, trừ 4 cộng 3 làm sao mà không được. Không. Trừ 3 làm sao mà không được. 1, 1, 4 trừ 3 làm sao mà không được, rồi không đáp án. Để lỗi, một là lỗi phương trình đường thẳng. Đó. Ví dụ chỗ này chúng ta có cái 4x trừ 3y trừ 1 bằng 0 thì nó sẽ có đáp án A. Đúng không? Đó, có đáp án A. Được chưa? Mà sai. Đây này không có đáp án, không giả sử là siếc nữa, đúng không nhỉ? Đó. Ôi, có 40 thì đáp án B rồi, ngon lành quá rồi còn gì nữa. Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm AB dễ quá rồi. Đúng không? Làm đi làm lại rồi. Được chưa? Hình như cái bài này làm lại lặp lại sao nhỉ? Nhìn nó giống giống. Hình như từ đoạn này là nó bị trùng sao? Đúng không? Câu này. Câu này như làm lại câu nào rồi nhỉ? Làm lại một câu mà thầy nhớ mang máng là... lặp rồi, lặp rồi. Là như đáp án là gì? C sao nhỉ? Hay là CD gì đó? Đúng không? Hình như C. C, D, D. Đúng không nhỉ? À, D, D, D. Có phải không nhỉ? Thôi nhớ mong máng là lặp lại. À. Có vector từ phương trình tham số của đường thẳng đi qua vector chỉ phương. Cái này thì dễ quá rồi. 2, 3. 1, 4. Có vector chỉ phương. Ờ, ờ. À. Không có à. Không có đáp án à, toang rồi. Làm gì có cái gì 1 chữ 4 này. 1 chữ 4 xem nào. Mẹ lỗi rồi. Chả có 1 chữ 4 nào cả. Cũng 3, chả 4. Có tỷ số 3, 4, 2, 3. Chắc kia là 3, 1, 3 chữ 4 rồi. Không phải là 1 chữ 4. Chắc thế rồi. Chắc là 3 chữ 4. Đây là 3 chữ 4 thì có, đúng không? 3 chữ 4 thì chắc là đáp án là đáp án B rồi, đúng không? Đây chữ 3, 4 với nhau, đúng không nhỉ? Đúng rồi, nếu 3 chữ 4 thì sẽ có đáp án B này. Đúng không? Đây này, đúng rồi. Chỗ này không có đáp án nếu không sửa, đúng không? Đó. Câu số 43. Phương trình tổng quát đường trung trực hình như câu này cũng làm rồi nhỉ? Đúng rồi, câu này làm rồi đấy, nhớ mang máng thế. M có tọa độ bao nhiêu? M có tọa độ đấy rồi. Đúng không? M có tọa độ là 2 trừ 1. Đấy, bài này làm rồi. Ôi giời. Bài này tự làm nhá. Đáp án là gì? Đi trung trực đi qua M nhận AB là vector gì? Pháp tuyến. Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A và B. AB. Tổng quát đường thẳng đi qua hai điểm AB này, đây là phương trình đoạn chắn rồi. X trên 3 cộng y trên trừ 5 bằng 1. X trên 3 đâu? Cộng y trên trừ 5 rồi bằng 1. Đáp án C rồi. Đây phương trình đoạn chắn. Đúng chưa? Đúng rồi ạ. Tiếp tục câu 4, 5. Đường thẳng nào đi qua điểm 2, 1 và song song đường thẳng này dễ quá rồi. Song song chính là có vector gì? Pháp tuyến nào không? 2 này nhân x trừ 1 này cộng với 3 nhân với y à, thế là cộng trừ 2 chứ. Trừ 1 bằng 0 này. 2x cộng 3y trừ 4 trừ 3 là trừ 7. 2x cộng 3y trừ 7 đáp số B. Thế là trình tổng quát đường thẳng đi qua y ở vuông góc với đường thẳng. Ồ, vuông góc thì chúng ta sẽ có cái gì?
chỉ phương của thằng này là pháp tuyến, tức là một chỉ phương của nó là một đúng không? X cộng 1 thằng này cộng với 2 nhân y trừ 2 bằng 0. Vậy x cộng 2y trừ 4 cộng 1 trừ 3, à đáp án C rồi, C đó. Đấy là gì nữa nhỉ? Đúng không? Trung tuyến BM, trung tuyến BM, M là trung điểm của AC đúng không? M hôm nay là trung điểm của AC. Thế là trung điểm của AC chúng ta làm nào? À cộng vào chia đôi thôi. À bài này giữ cái để cho có không gian để viết vào thôi. Đây, M là trung điểm AC đây. Thì chúng ta có M có tọa độ bao nhiêu? M có tọa độ là 5/2, 3/2 đúng không? 5/2, 3/2. Rồi trung tuyến thì bây giờ ta phải tìm vector BM. BM vector bằng bao nhiêu? M trừ B 5/2, 3/2 trừ đi trừ 2 thì cộng 2 thì mình 4 7/2. Thì suy ra N bằng rút ra 2 bỏ 2 luôn thì bằng 7 trừ 5 đúng không? 7 trừ 5, 7 trừ 5 hay là trừ 7 5 thế thôi đúng không? Đó. Đi qua điểm gì? Đi qua điểm B luôn thì ta có 7 nhân với x trừ 0 trừ 5 nhân với y cộng 2 bằng 0. Để trừ 5 thì nó là ID. Thì nó là ID, nó vẫn thế. Thông tin nhân cả hai về. Đây là 7x này trừ 5y này trừ 10 này bằng 0 này. Nhân cả hai về với trừ 1 thì ta có trừ 7. Trừ 7 này cộng 5 này cộng 10 này thì đáp án là gì? Là D. Đúng không? Đấy. Đúng chưa nào? Tương tự phương trình đường tổng quát đường cao AH thế thôi, giống như thế. Hình như cái này lặp lại sao ấy nhỉ? Hình như cái bài này lặp lại này. Đúng không? Chắc chắn là lặp lại rồi. Vậy thầy nhớ mang máng cái chỗ này. Rồi lặp lại này. Lặp lại một bài là 0,5 đúng rồi, 0,5 là cái bài này này. Không cái bài 0,5 đâu nhỉ. Đây 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 đây, chính là bài này. Đó. Đó, chính bài 33. Đúng không? Đọc lại của 33. Đó. Lặp lại của 33. Đó, và đáp án là chắc đáp án này rồi. Đúng không? Phải không nhỉ? Phải đáp án đấy không nhỉ? Tham số 3. Hình như không đúng. Trên thì nó có đáp án nhưng mà dưới này không có. Có không nhỉ? Như là cái bài 33 là có đáp án đúng không? Đúng rồi, 31 là đúng rồi. Nhưng bài này thì nhìn có vẻ thì không có. Chẳng biết nó có không, về chúng ta xem lại nhá. Thì đây là 31, 31 thì đây thì có hai thằng 31. Đây. Thằng này bỏ. Thằng này bỏ. Chỉ có thằng này thôi. Để thay vào đây là xong, thay hai thằng này trừ 5. Trừ 5 thì thành trừ 10, trừ 10 đi 6, trừ 10 thành 33, đáp án C rồi. Đúng không? Đây là trừ 10, thay trừ 5 đây thành trừ 10 này. Thằng này thì còn trừ 3 nhân với 11 này, cộng với 23. Đây là trừ 33.
Không phải. Thế phải đằng này đáp án B. Đó. Được chưa? Đáp án B nhưng phải đáp án C. Đáp án này bỏ. Được chưa? Đấy. Câu 50. Phương trình đường cao AH. Thế thôi, làm tương tự. Đúng không? Xem nào, đường cao AH làm đi làm lại thôi mà, phương trình đường thẳng đi qua hai điểm là mãi rồi. AH thì BC vector là vector gì? BC. BC sẽ là vector pháp tuyến. BD vector pháp tuyến là BC đây là trừ 3 mấy? Trừ 3 4 là vector pháp tuyến. Hay là 4 trừ 3 vậy đúng không? 4 trừ 3 4 3 này, bỏ đi này. 3 trừ 4 bỏ đi này. À 3 trừ 4 đúng không? 3 trừ 4 3 4 rồi lại bỏ đi. 4 trừ 3 bỏ đi. Chắc đáp án mỗi đáp án này thôi. Thì ta có là mình đảo ra thành 3 đi. 3 nhân với đi qua A x trừ 1 trừ đi 4 nhân với y trừ 3 bằng 0 xem đúng không? 7 trừ 4y cộng 12, cộng 12 trừ 3 là cộng 19 bằng 0 đúng rồi, đáp án B rồi. Đó. Tiếp tục. Tiếp tục là chúng ta câu 51. Phương trình đường thẳng AB thì quá dễ rồi, biết vector AB. Cái này quá dễ. Cái này AB vector thì bằng bao nhiêu? 2 trừ 8. Vậy thì n n chúng ta sẽ là thành 41. Đúng chưa? 41 rồi. 41 thì thằng nào 41, thằng này bỏ này, 41 đây rồi, 41 đây thằng này bỏ rồi. Đó. Thay điểm A vào đây thì thằng nào đấy? 2 8 3 11 đây rồi, là đáp án B rồi. Đó. Đường thẳng đi qua AB có vector U, có phương trình. Dễ quá rồi, 2 trừ 1, 2 trừ 1, à trừ 2, trừ 2, 1, trừ 2, 1 thì thằng này là 1 này. Thằng này bỏ này. Đấy, ôi dồi ôi, những mũi thẳng thế à. Trừ 2, 1, trừ 2, 1. Thằng này 1, trừ 2, bỏ rồi. Thằng này 3, giờ thằng bỏ, vậy chỉ có đáp án C thôi. Ôi dồi, nhìn lên ngay. Đúng không? Đường thẳng D đi qua điểm A vuông góc delta. Đi qua A vuông góc delta, vuông góc. Nhớ vuông góc thì nhận chỉ phương của nó là vector pháp tuyến. Vậy chỉ số phương của u delta chính là gì? 1 trừ 2, vậy là 1 nhân với x trừ 1 trừ đi 2 nhân với y cộng 2 bằng 0. Vậy ta sẽ có là gì? X trừ 2y. X trừ 2y trừ 1 trừ 4 là trừ 5 bằng 0. X trừ 2y trừ 5, x trừ 2y trừ 5, đáp án A. Đúng không? Phương trình đường thẳng delta đi qua C và song song AB, đi qua C song song AB, song song AB thì đương nhiên là AB vector chỉ phương rồi, đúng không? Đi qua C và song song AB thì AB vector chỉ phương, ta gọi AB vector. AB vector là thành trừ 5 2. Vậy thì N của nó, N cái AB này hay N delta này này chính là N của cái đường thẳng AB này chính là bằng 25. 25. 25 là vector pháp tuyến. 25, 25 thằng này bỏ này. 25 đây, 25 đây. 52 thằng này bỏ rồi. Cho đi qua điểm gì? Qua điểm C, thay C đây. Đây rồi, chắc đáp án này rồi. 0 trừ 1 đúng rồi. X 0 này trừ 1 đây bằng 0 rồi, đáp án B rồi. Đó. 55. Đường thẳng delta đi qua M có vector pháp tuyến này dễ quá rồi. 1 trừ 3, 1 trừ 3, 3 trừ 1 bỏ rồi. 1 trừ 3, 3 thằng này bỏ rồi. Thay 50 ở đây.
x bằng 0 thì 0, 5, 5 chia 5 hết. Đáp án là C. Câu 56. Câu 56. Cho tam giác đường trung tuyến BM, OC vẫn làm mãi rồi. Đúng không? Là mãi rồi, bây giờ tìm M, M là trung điểm của AC. Như câu này lặp lại sao nhỉ? Khả năng đúng đấy. M là trung điểm AC. À không phải. M ở đây bạn này sẽ là đây. M là trung điểm của AC thì M có tọa độ bao nhiêu? M là trung điểm của AC đây, AC thì trừ 3/2. Đấy, trừ 1 trừ đi 2 thì trừ 3 rồi, trừ 3/2 thôi. Thằng này trừ 1 cộng với 1, trừ 1 1 là trừ 1/2. Rồi. À, BM vector. BM. BM vector thì bằng M trừ B, M trừ B là trừ 3/2. Tiếp tục, thằng này trừ thằng này. Thằng này như là trừ, 5/2. Đúng không? Như trừ 4, trừ 5/2. Trừ 5/2. Ok, đúng rồi. N của nó, N thì đảo dấu thôi, 5 trừ 3, đúng không? Trừ 3, đấy, 5 trừ 3 bỏ 2 đi. 5 trừ 3 hay là trừ 5, 3 cũng thế. 5 trừ 3, thằng này bỏ này. Thằng này bỏ, ui giời, thằng này cũng bỏ luôn, vậy chỉ còn đáp án này thôi. Khả năng cao đáp án này, ta thay 0 vào đây. Đúng rồi, thay 06 vào đây thì, à 02 vào đây thì đúng đáp án này rồi. À rồi, đấy. Chúng ta kiến thức chúng ta vững cái làm rất là nhanh thôi. Sợ nhất là chúng ta không học được lý thuyết. Đường cao BH, đường cao CK viết phương trình. Đường cao kể từ A. À, ta xem cái bài 57 xem thế nào. Cái hình ra cái. À. Đây. ABC. À, đường cao BH, ví dụ đường BH. H đây. À, CK. CK đây. K đây. À, BH thì có phương trình là 2x cộng y trừ 4 bằng 0. CK thì có phương trình là x trừ y. X trừ y trừ 3 bằng 0. À, đi qua A, tức là bây giờ ta phải gì? Ta phải giải cái thằng này. Giải tìm được trực tâm mình cứ ký hiệu là y đi. Đó. Thế đương nhiên là đường cao từ A thì nó sẽ đi qua y rồi, đúng không? Vậy ta tìm y. Y bằng BH giao CK tọa độ y là nghiệm 2x cộng với y trừ 4 bằng 0, x trừ y trừ 3 bằng 0 giải ra, ta được x bằng y bằng cộng với vế thì ta được là 3. Anh già số xấu nhỉ, có vẻ xấu. Thì còn 7/3 đúng không, x bằng 7/3 cộng với vế đúng nhỉ, 7/3. 7/3 y bằng bao nhiêu? 7/3 trừ 3 9 trừ 2/3. Đúng không? Bấm máy ra đây xem đúng nào. 7/3 và trừ 2/3 đấy nhẩm thế. 7/3 7/3 trừ 2/3 là thành 9/3 đúng không? Ok rồi. Vậy thì điểm y có tọa độ là gì? 7/3 và trừ 2/3 đúng không? 7/3 trừ 2/3 thì lúc này ta có AI vector. AI vector thì y trừ a, y trừ a thì 7/3 trừ 4 thì thành 3/4 12 trừ 7 bằng trừ 5/3. Trừ 2/3 cộng với 2, 2/3 là 6, 6 còn trừ 4/3 4/3.
Vậy thì đến AI là chỉ phương, chỉ phương suy ra pháp tuyến n, n thì bằng 4 5 4 5, thằng này bỏ rồi, 4 đến 4 chứ 5, thằng này bỏ luôn, thằng này bỏ luôn 4 5 nên xem có đi qua điểm A không. À, chắc là thằng này đúng rồi, 4 4 16 16 thế là trừ 10, trừ 10 trừ 6 thì đáp án A là chuẩn rồi. Đấy, hết. À, chấm hết. Ok.